công ty thành công. Và một phần của đội ngũ Rawan là một trong những quản trị mạng xuất sắc nhất trong ngành, người có rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm ở mảng lãnh đạo doanh nghiệp, mảng tác giả và mảng diễn thuyết truyền cảm hứng. Ông ấy đã đào tạo năm trong công ty May mắn về mặt doanh số và chiến lược và có khi nhiều bạn đã biết ông ấy. Nếu bạn đã tham gia trường Chủ nhật của ông ấy mỗi tuần, chắc là khoảng 2 giờ chiều theo giờ trung tâm châu Âu. Nếu bạn vẫn chưa, hãy xem qua nó ở Chủ nhật này. Với thông tin đó, tôi muốn nhường lại sân khấu cho người diễn thuyết. Người sẽ nói về đào tạo kỹ năng tạo động lực. Các bạn đều biết ông ấy đấy, Peter Jacobsen. Xin chào thế giới Xin chào châu Phi Nam Mỹ Châu Âu Và châu Á Thật là một ngày tuyệt vời Và ngày hôm nay tôi ở đây Để cho các bạn vài chìa khóa dẫn đến thành công Và nếu các bạn có đến trường chủ nhật Bạn sẽ biết Để nghĩ là để sáng tạo Họ nói với chúng ta rằng Chúng ta có 60.000 ý nghĩ mỗi ngày nhưng im một suy nghĩ trong một lúc mà thôi. Vậy nên đừng để ý nghĩ đó là tiêu cực. Được chứ? Nếu chúng ta có 60.000 ý nghĩ mỗi ngày, điều đó có nghĩa là chúng ta có một chuỗi ngọc trai của ý nghĩ. Và đó chính là thức phim của cuộc đời của bạn được. Bởi vì nếu để nghĩ là để sáng tạo, thì tất cả chúng ta sẽ là những nhà sáng tạo vậy cho dù bạn là cái gì hay là ai đi chăng nữa bạn có cái gì bạn không có những gì thì đều là tổng hợp của những suy nghĩ cho đến ngày hôm nay vậy nếu như bạn không hài lòng bạn muốn thay đổi điều gì thì chính bạn phải thay đổi bởi vì để sự việc thay đổi thì bạn phải thay đổi và bạn biết đấy mấy nền tảng đào tạo và cái sự kiện trực tuyến có thể giáo dục bạn rất nhiều và làm sao chúng ta biết làm sao chúng ta biết rằng chúng ta có thể trở nên thành công bởi vì bạn biết đấy đôi khi chúng ta nghi ngờ bản thân và khả năng của bản thân chúng ta nhưng hãy nghe này hãy nhìn vào đôi mắt của một đứa trẻ bạn có thể nhìn thấy sức mạnh thực sự bạn biết mà trẻ con chúng tin vào tất cả mọi thứ chúng hy vọng mọi thứ chúng không hề nghi ngờ gì hết bạn chẳng cần phải dạy chúng cách ước mơ bởi vì trẻ con sinh ra đã mộng mơ rồi bạn cũng vậy bởi vì khi chúng ta được sinh ra trong bệnh viện chúng ta chui ra từ bụng mẹ bạn biết đấy bạn đi ra như thế này chả có một cái nhãn dáng nào nói rằng này bé con thật là một kẻ thất bại chúng ta đặt nó vào đây đi và rồi, đây là Sarah. Cô bé nhất định sẽ thành công. Hãy đưa cô bé qua đây. Không, đó không phải là cách hoạt động đâu. Chúng ta đều được sinh ra với cơ hội giống như nhau. Nhưng rồi một vài thứ xảy ra trên đoạn đường. Và nó đều nằm ở sức mạnh tâm trí của bạn mà thôi. Bởi vì có ai đó, ở đâu đó, đã đặt thứ gì đó vào bên trong bạn. Và đây chính là phép màu. Tôi yêu điều này. Bởi vì điều đó có nghĩa là ai cũng có thể thành công. Bất kỳ ai. Bất kỳ ai. Bạn ở ngoài kia, nghe đây. Bạn có thể thành công nếu như bạn bắt đầu thay đổi cách mình suy nghĩ. Nếu bạn trở thành số một, thì bạn phải nghĩ như người số một vậy. Bạn mới có thể trở thành người số một. Vậy, thì tư duy, hãy mổ xẻ nó ra, là trí ốc thì hãy sắp xếp những gì mà não bộ bạn đang thu xếp cho bạn. Bạn biết đó, chúng ta phải đề ra mục tiêu, chúng ta phải lên kế hoạch, chúng ta phải làm tất cả mọi thứ. Tôi có một câu chuyện thú vị, và tôi cũng ở trong câu chuyện. Và lý do nó tuyệt vời chính là, chuyện này là thật. Bởi vì tôi đã ở trong ngành công nghiệp này rất nhiều, rất nhiều năm rồi. Và khi tôi bắt đầu, tôi không hề biết nhiều cho lắm. Nhưng mà tôi đã học được từ những người tốt nhất. Câu chuyện này là của 20 năm trước đây. Khi tôi làm được khoảng 6 7 tháng trong ngành. Lúc tôi đang xây dựng đội ngũ của mình, tôi đã có một khởi đầu khá là tốt tôi nghĩ rằng mình phải xây dựng ở nơi khác đi một nơi nào đó khác về vị trí địa lý bởi vì bạn biết đó khi bạn tản việc kinh doanh của mình ra thì bạn không giữ mọi trái táo trong giỏ được nữa bạn hiểu chứ vậy nên tôi nghĩ rằng tôi nên xây dựng ở đâu nên đi đâu tại sao tôi phải kinh doanh việc này tôi cần vài người tính tiền tôi nghĩ rằng wow nếu tôi xây dựng công việc nơi bố tôi sống ông ấy sống ở thuốc phía bắc thụy điển thì tôi có thể vừa thăm ông ấy và vừa xây dựng kinh doanh vậy nên tôi nói wow điều này rất tuyệt vậy là lúc đó tôi đã nghĩ tôi sẽ đi thăm ông ấy giữa lúc giáng sinh và năm mới rồi sẽ tìm một ai ở đó và rồi sẽ xây dựng công việc của mình câu chuyện này là lúc trước khi mà bạn làm việc một cách cực khổ truyền thống bạn có giấy và viết bạn gặp họ ở một sảnh khách sạn chúng ta phải gọi họ và đặc biệt không giống hiện nay mọi thứ thực sự rất dễ dàng bạn chỉ cần gửi một vài đường link và sau đó bùm một cái là xong dù sao thì chúng tôi lên nhà bố và cực kỳ tập trung mọi việc này đều là tính tập trung hết tôi rất chú tâm vì tôi có mục tiêu mà tôi bày ra mọi giấc mơ tôi nghĩ về mỗi tối và tôi biết rằng mình làm vì điều gì và một khi bạn biết vì sao rồi thì cách thức sẽ cực kỳ dễ mà thôi vậy rồi tôi lên đó và nghĩ rằng mình phải tìm phạm vi nào đó nhưng tôi không quen ai ở đó hết tôi chưa từng đến phía bắc thụy điển nên tôi hỏi bố tôi này bố bố có biết ai mà con có thể giới thiệu việc kinh doanh của mình hay không bởi vì con muốn xây dựng ở nơi đây con muốn xây dựng một tổ chức hùng mạnh thời kỳ của con ở bắc thụy điển ông ấy đáp không bố không biết ai hết nhưng mà tôi vẫn, bố phải biết một ai đó chứ bố. Không, 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 bố không biết. Tôi như kiểu phát rồ lên. Và tôi cứ làm phiền ông ấy, bố phải biết. Ai đó từng buôn bán hoặc làm gì đó ở đây. Một người thôi cũng được mà bố. Và ông ấy cứ, không, không, bố không biết. Và rồi đột nhiên tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nói ở góc. Đó chính là vợ của bố tôi. Cô biết một người. Cái gì chứ? Trời ơi, cô biết ai? Cô biết ai, cô biết ai vậy? Cô biết một người làm việc với cô 30 năm trước. còn cũng biết đấy, trong công ty cũ của ông ấy, người đó tên là Michael. Ờ, họ cô mấy là gì nhỉ? Ờ, Michael, 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 Michael New. Và rồi tôi đã, bạn biết đấy, tôi nói câu chuyện này từ 20 năm trước rồi. Nên có một số người trong các bạn còn không biết sổ điện thoại là gì. Tôi đi tới sổ điện thoại và tìm tên cô mấy. Michael New, đây rồi, tôi đã có số mấy rồi. Và cuối cùng tôi bắt đầu gọi bạn biết đấy, ngày xưa điện thoại là xẹt xẹt xẹt, mấy chiếc điện thoại Đúng. thế này. Và tôi nghe một người đàn ông trả lời, Michael đây. Hè, hey Michael, ông không biết tôi, nhưng mà tên tôi là Peter Jacobson. Và tôi có một cơ hội kinh doanh. Tạch một cái, ông ấy cướp máy của tôi. Bạn có tin được không? Nhưng mà không ai có thể đấu với Peter Jacobson này đâu, bởi vì tôi rất là tập trung. Tôi tập trung tới nỗi không ai có thể ngăn tôi lại được hết. Nên tôi tiếp tục xoay xoay xoay. Ờ, Michael đây. Nè, Michael, lại là tôi đây, Peter Jacobson. Cậu là ai vậy? Cậu gọi tôi có chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra? À, nghe đây, nghe đây, đừng cướp máy của tôi. Tôi có ý tưởng kinh doanh và ông cần phải nghe. Tôi đã ở Sacho với bố của tôi đây. Tôi biết, dù chúng ta không quen biết nhau, nhưng mà tôi có số của ông từ một người tên Brigitte. Ông có nhớ Brigitte không? ông Tôi chả nhớ Brigitte nào hết. Ờ à, thì cũng nhiều năm trước lắm rồi. Dù sao thì chúng ta cần phải gặp nhau. Tôi không có thời gian cho chuyện này. Tại sao lại gọi cho tôi chứ? những gì vậy? Nghe đây, chúng ta phải gặp nhau. Không, tôi không có thời gian. Họ mấy cướp máy tôi lần nữa. Nhưng không có ai đùa với Peter Jacobson này được đâu. Bởi vì anh ấy rất tập trung. Nên, tôi đã gọi cho mấy thêm một lần nữa. Ngày mai lại là Peter đây. Wow, cậu là ai vậy? Dừng việc này lại đi. Tôi đã nói, nghe đây, ông nhất định phải gặp tôi. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Vậy cho nên, ông phải gặp tôi. Thế là ông ấy... Nè, cậu biết đấy, gần giữa Giáng sinh rồi. Tôi không có thời gian đâu. Vợ và con của tôi đang ăn tối. Tôi cũng không biết tại sao cậu lại làm phiền tới tôi nữa. Nhưng mà cậu nghe đây. Cậu thì có 15, 30 phút, nhưng tôi thì không. Chúng tôi phải đi xem phim tối nay, nên không có thời gian đâu. Vậy thì tôi sẽ tới đó thôi. Rồi tôi cúp máy xuống. <laughs> Vậy, bạn biết đấy, ông ấy chẳng có cơ hội để ngăn tôi lại nữa, bởi vì tôi quá tập trung. Tôi quá tập trung tới nỗi bạn không thể tin được. Tôi biết rằng, dù sao tôi sẽ ký hợp đồng với ông ấy. Quay lại, bộ phim, ông ấy nói ông ấy sẽ đi trễ. Vậy nên tôi xem trên báo và tìm một phim. À, nó sẽ hết vào khoảng, tôi nhớ là giữa đêm, ở uh, 12 giờ tối. Và tôi nói là tôi sẽ tới đó. Nên tôi chạy xuống Rồi tôi mới chợt nhớ ra Tôi không biết ông ấy nhìn ra sao hết Tôi chưa từng gặp ông ấy trong đời Tôi nghĩ rằng, được thôi Chuyện này sẽ khó khăn lắm đi Nhưng mà tôi đã tìm ra cách Bởi vì tôi tập trung Tôi rất tập trung Tôi đã nghĩ rằng, nếu tôi đứng đây Nơi mọi người sẽ đi ra khi xem phim xong Tôi sẽ tìm ông ấy Và ông ấy cũng nhất định sẽ tìm thấy tôi Mọi việc sẽ ổn thôi Tôi đứng đó như thế này Mặc áo khoác da màu đen và nhìn mọi người. Họ bắt đầu đi ra. Tôi tưởng là ông ấy kia, nhưng không phải. Và người này cũng không phải. Và rồi tuốt phía đằng sau kia, tôi thấy một người đàn ông đang làm như vậy. Tôi đã thế này. Ô, đó là ông ấy. Tôi tìm được ông ấy rồi. Xe của tôi ở đây. Ông ấy đã đến. Chào Michael. Tôi là Peter Jacobson. Rất vui được gặp ông. Rồi ông ấy... <laughs> Bạn nghe này sau khi làm việc chung được vài năm ông ấy mới dám nói với tôi rằng ông có nhớ cái ngày ở buổi xem phim hay không hôm đó tôi nói với vợ tôi rằng tên ngốc đó đang đứng ở đây vậy được nhưng các bạn cũng biết tôi là người ra sao rồi tôi là peter jacobson tôi rất tập trung tôi rất rất rất, rất tập trung tôi buộc phải nói ra mà thôi sau này ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đưa tôi đến nơi tệ nhất của sa ngay thời điểm đó nó đó giống như một câu lạc bộ xe máy vậy, nơi mà mọi người đánh nhau ở tiệm ba và khắp nơi đều có khói thuốc. Điên rồ lắm. Mọi người say xỉn, ném mạnh vỡ khắp nơi. Ông mới đưa tôi đến nơi như vậy để thuyết trình. Nhưng tôi rất tập trung. Không điều gì có thể ngăn cản tôi, nên tôi làm thuyết trình. Họ biết đấy, ở đây nè, phải làm thế này, thế này. Rồi ông ấy nghe và nói, tôi sẽ tham gia. Rồi tôi ký vào mấy. Nghe này, sự quan tâm đó đem đến cho tôi 80.000 người bởi vì tôi tập trung. Và bạn sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ cuộc. Như Johan đã nói hôm nay, bạn sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ cuộc. Bất kể ai muốn khuyên bạn ra khỏi đó, thì sự đã đành rồi. Bạn phải tập trung. Bởi vì cuộc sống của bạn sẽ luôn chuyển động theo hướng mà bạn nghĩ trong đầu nhiều nhất. Đó chính là lý do bạn cần làm mục tiêu. Bởi vì mục tiêu sẽ cho bạn sự tập trung. Mục tiêu sẽ cho bạn năng lượng. Mục tiêu sẽ cho bạn thứ gì đó để bạn thực hiện hoặc để bạn làm việc vì nó. Vậy cho nên, các bạn ạ, điều tuyệt vời nhất của cuộc đời bạn sẽ là phần còn lại của cuộc sống. Bởi vì bạn không phải người bạn tưởng là bạn đâu. Bạn là người mà bạn nghĩ là bạn đó hẹn gặp lại sau cảm ơn